Bạn đang tìm kiếm giống cỏ để nuôi thỏ, bạn cần được tư vấn chi tiết thức ăn thô xanh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Chỉ trừ những loại cỏ cứng, nhiều lông, thỏ mới ít ăn hoặc là không ăn. Trong top giống cỏ nuôi thỏ tốt nhất hiện nay thì cỏ Sri Lanka Super BMR là loại cỏ được đề cập đến thứ 3. Theo các nhà nghiên cứu cho thấy, cỏ Super BMR không chỉ đạt về năng suất cao mà còn chống xâm mòn đất rất tốt, thân cỏ mọc thẳng, làm giảm lượng đất khi bị cuốn trôi đi, duy trì độ ẩm của đất. Theo chị Hằng, trang trại nuôi thỏ Hà Tĩnh cho hay, các bạn nuôi thỏ quy mô lớn với trang trại lớn, diện tích rộng thì nên trồng cỏ Guinea Wabasa để có một sản lượng lớn. Còn ngược lại, với quy mô nhỏ, nuôi từ 5 cho đến 10 con thì nên trồng cỏ Sri Lanka Super BMR bởi giá thành thấp, giống cỏ như cây bắp, thân và lá nông mềm. Hơn thế nữa, cỏ Sri Lanka Super BMR có hàm lượng lysine thấp, dễ tiêu hóa, thậm chí hàm lượng dinh dưỡng protein rất cao, lên đến 22%, gấp 2 cho đến 3 lần giống cỏ khác. Nếu bạn là người nuôi thỏ thì hãy liên hệ ngay với giống cỏ Tiến Đạt để mua hạt giống qua số điện thoại 0938 897 099. Giống cỏ Tiến Đạt mang đến những giống cỏ chất lượng cao, nhiều chất dinh dưỡng cho nhà nông. Giống cỏ Tiến Đạt cung cấp đầy đủ các giống cỏ chăn nuôi các loại, với các giống cỏ chủ đạo như là cỏ Guinea Wabasa, cỏ Bắc Plum, cỏ Muloto 2, cỏ Stilo, cỏ Rungji, cỏ Super BMR. Chúng tôi tư vấn miễn phí và giao hàng tặng nhà cho quý khách hàng trên toàn quốc. Truy cập ngay website Tiến Đạt 799.com hoặc liên hệ hotline 0938 897 099 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.